Áo thủ môn của Bùi Tiến Dũng đấu giá được 30 triệu đồng. Trong đêm nhạc từ thiện góp yêu thương tại Thanh Hóa thì chiếc áo do thủ môn Bùi Tiến Dũng có chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam đã trao tặng được đấu giá 30 triệu đồng. Chương trình có sự góp mặt của khách mời là anh em thủ môn Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Bùi Tiến Dũng và trung vệ Lê Văn Đại, cả ba là tuyển thủ U23 Việt Nam. Chiếc áo có chữ ký của các tuyển thủ U23 Việt Nam do thủ thành Bùi Tiến Dũng trao tặng chương trình đã được một cá nhân đấu giá 30 triệu đồng. Trung vệ Lê Văn Đài đã thay mặt thủ thành Bùi Tiến Dũng trao áo cho đại diện người trúng đấu giá. Chương trình do Ban Liên lạc Sinh viên Thanh Hóa trên toàn quốc tổ chức đã quyên góp được gần 100 triệu đồng tiền mặt và cả hiện vật. Mục đích của chương trình là nhằm san sẻ phần nào sự khó khăn thiếu thốn của các bản làng nơi biên giới xứ xanh. Dự kiến là ngày 9 tháng 2, chương trình sẽ về trao quà tại hai xã đặc biệt khó khăn là Yên Khương và Giao Thiện, thuộc huyện miền núi Lang Chánh. Xuân Trường trở về, Bảo Đức muốn vô địch V-League năm 2018. Sau 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc, ông chủ của Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định đưa tiền vệ đội trưởng U23 trở về V-League. Với Xuân Trường trở lại, cùng sự bình phục của Tuấn Anh, Bảo Đức hào hứng chia sẻ. Có Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu một đội hình tuyển thủ quốc gia. Đó chắc chắn là một đội bóng đáng xem ở V-League. Mục tiêu mà giám đốc kỹ thuật Chung Hang Seo đặt ra là hàng loạt thứ hạng cao trong năm 2018 và vô địch V-League 2019. Nhưng nếu mà cờ đến tay, không chừng chúng tôi sẽ phát luôn trong năm nay. Xuân Trường từng thi đấu V-League năm 2015, sau đó thì anh sang Hàn Quốc khoác áo Incheon United của năm 2016 và Yangwon. Xuân Trường từng thi đấu cho V-League năm 2015, sau đó thì anh sang Hàn Quốc khoác áo Incheon United năm 2016 và Yangwon FC năm 2017. Hai năm thi đấu tại giải vô địch quốc gia Hàn Quốc, tiền vệ người Tuyên Quang ít được ra sân. Anh chủ yếu ngồi dự bị hoặc là thi đấu ở các giải cấp thấp hơn. Dù không được thi đấu thường xuyên nhưng tôi thấy hai năm qua, Xuân Trường thu về cho bản thân nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy đã có một môi trường tốt để trau dồi thêm khả năng chuyên môn của mình, được học tập, tập luyện trong một môi trường chuyên nghiệp, cơ sở vật chất tốt và được sự cạnh tranh cao đã giúp cho Xuân Trường tiến bộ, Bảo Đức nhận xét. Không có nhiều cơ hội ở cấp câu lạc bộ, nhưng mà Xuân Trường luôn là sự lựa chọn số 1 ở đội tuyển quốc gia, đội U22 và U23 Việt Nam. Tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, trong vai trò là chủ quân, thì tiền vệ người Tuyên Quang đã đóng góp công rất lớn giúp cho Việt Nam chúng ta gây ra địa chấn bằng việc lọt vào trận chung kết. Không ai xứng đáng làm đội trưởng như Xuân Trường, Bảo Đức khen ngợi sản phẩm của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai. Cậu ấy không chỉ giỏi chuyên môn mà còn là một cầu thủ có đạo đức tốt, khả năng ứng xử chừng mực, ngoại ngữ giỏi để bao quát mọi vấn đề. Tôi nghĩ ở Việt Nam hiện nay tìm được một người như Xuân Trường thì rất khó. Trước đây, Bảo Đức từng mong muốn sử dụng hoàn toàn gà nhà để thi đấu ở V-League, nhưng thực tế những năm gần đây khiến ông phải thay đổi. Ở giải đấu này, để cạnh tranh chức vô địch rất khó, phải có nhiều cầu thủ ngoài nữa. Chúng tôi sẽ đầu tư sao cho thi đấu tốt nhất có thể, ông nói. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai dự giải giao hữu truyền hình quốc tế Bình Dương và thử việc nhiều ngoại binh. Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã nhận sai và hứa sửa lỗi. Ông Nguyễn Trọng Hoài, giám đốc điều hành câu lạc bộ Thanh Hóa cho biết đã liên lạc với thủ môn Bùi Tiến Dũng, qua đó thì đã nhắc nhở cầu thủ này về điều khoản trong hợp đồng với lại câu lạc bộ Thanh Hóa. Giám đốc điều hành câu lạc bộ Thanh Hóa, ông Nguyễn Trọng Hoài chia sẻ cởi mở với Zing.vn về sự việc đang khiến cho dư luận xôn xao xung quanh bảng báo giá nghìn đô của một công ty truyền thông tự nhận là nắm quyền khai thác hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Sáng ngày 1 tháng 2, câu lạc bộ Thanh Hóa gửi văn bản đến các bên liên quan về việc phản đối một công ty truyền thông đã phạm luật khi muốn khai thác hình ảnh của thủ môn Bùi Tiến Dũng phục vụ cho mục đích thương mại. Tới lúc này thì câu lạc bộ Thanh Hóa đã liên lạc được với cá nhân Bùi Tiến Dũng chưa và đã nhận được những phản hồi như thế nào thưa ông? Ban huấn luyện câu lạc bộ Thanh Hóa đã liên lạc với Dũng đề nghị Dũng không được tự động đàm phán những hợp đồng như vậy. Thứ nhất là Bùi Tiến Dũng đã nhận sai do nhận thức chưa đầy đủ và hứa sẽ không tái phạm. Thứ hai, do bên đối tác truyền thông kia chưa hiểu luật, vì cầu thủ Bùi Tiến Dũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Thanh Hóa và đang còn hợp đồng ký từ khi còn trẻ với đội bóng xứ Thanh. Vì vậy, nếu như Dũng muốn làm việc với đối tác thứ ba thì để khai thác những hình ảnh quảng cáo tài trợ, thì phải được câu lạc bộ chấp thuận mới được hợp pháp.
Thời hạn hợp đồng của thủ môn Bùi Tiến Dũng với câu lạc bộ Thanh Hóa còn bao lâu? Và các nội dung điều khoản trong bản hợp đồng này liệu có là rào cản trên con đường hướng tới sự nghiệp chuyên nghiệp trong khai thác hình ảnh của Bùi Tiến Dũng hay không? Theo quy định thì cầu thủ trẻ trưởng thành từ câu lạc bộ nào thì ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ đó tới năm 25 tuổi. Trường hợp của Dũng thì còn khoảng 4 năm nữa mới hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng đào tạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho Dũng có thể khai thác hình ảnh của mình phục vụ cho mục đích thương mại. Nếu công ty truyền thông kia tới gặp chúng tôi, hai bên thỏa thuận được các điều khoản về giá cả, chúng tôi sẵn sàng chấp thuận thôi. Khi câu lạc bộ Thanh Hóa chấp thuận thì hợp đồng giữa Tiến Dũng và đơn vị truyền thông kia mới thực sự là hợp pháp. Một số thông tin cho rằng câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ tiến hành khởi kiện công ty đưa ra bảng báo giá nghìn đô kể trên. Ông có thể chia sẻ thêm về thông tin điều này hay không? Công ty truyền thông đó đã vi phạm hợp đồng lao động giữa Bùi Tiến Dũng và câu lạc bộ Thanh Hóa. Tôi nghĩ do công ty truyền thông này chưa có kinh nghiệm tham gia vào thị trường thể thao nói chung và bóng đá nói riêng. Vì bất kỳ một câu lạc bộ nào ký hợp đồng với cầu thủ đó đều có điều khoản khai thác và bảo vệ hình ảnh của cầu thủ đó. Tuy nhiên, việc vi phạm này cũng không quá nghiêm trọng, cho nên câu lạc bộ Thanh Hóa cũng không muốn làm to chuyện để ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Vì vậy, đến lúc này tôi tạm hoãn chuyện khởi kiện. Nhìn bảng báo giá nghìn đô mỗi bài đăng trên Facebook hay hàng chục nghìn đô cho một buổi quay quảng cáo, ông đánh giá như thế nào về mức giá này? Tôi nghĩ đó là một mức giá hoang tưởng, quá hoang tưởng, ông cười. Theo ông thì bảng báo giá của công ty truyền thông kể trên ảnh hưởng gì đến uy tín cá nhân của Bùi Tiến Dũng nói riêng và câu lạc bộ Thanh Hóa hay không? Tôi xin phép không bình luận sâu, nhưng có ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng của Dũng và còn ảnh hưởng trực tiếp tới các cầu thủ khác. Suy cho cùng thì Bùi Tiến Dũng cũng là cầu thủ trẻ, mới bước đầu có những thành tích thôi. Đó là một sự đột biến chứ không phải là một cái gì quá ghê gớm. Bây giờ mà thổi phồng lên làm ảnh hưởng tới tư tưởng của Dũng và đương nhiên là khiến cho hình ảnh của câu lạc bộ cũng không tốt. Bao giờ thì Bùi Tiến Dũng sẽ trở về Thanh Hóa tập luyện cùng toàn đội thưa ông? Theo lịch thì ngày 31 tháng 1, Bùi Tiến Dũng phải trở về tập luyện cùng toàn đội, nhưng Dũng xin nghỉ để đi giao lưu gì đó với người hâm mộ. Câu lạc bộ cũng đã tạo điều kiện để em có tâm lý thoải mái trước khi trở về tập luyện và thi đấu. Chiều 31 tháng 1, trên mạng xã hội xuất hiện một bảng báo giá của công ty Orion Football Total về việc khai thác hình ảnh và trang cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tối cùng ngày, bảng báo giá lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ tỏ ra rất bức xúc khi việc kinh doanh này làm ảnh hưởng đến hình ảnh của thủ môn quê Lộc Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Tới sáng ngày 1 tháng 2, câu lạc bộ chủ quản của Bùi Tiến Dũng chính thức lên tiếng về việc này. Câu lạc bộ Thanh Hóa khẳng định họ đang sở hữu hợp đồng với cầu thủ trẻ Bùi Tiến Dũng, trong đó có điều khoản toàn quyền sử dụng và bảo vệ hình ảnh của thủ môn quê Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh cũng cho biết sẽ gửi đơn khởi kiện nếu như các đơn vị sử dụng hình ảnh Bùi Tiến Dũng mà không được sự chấp thuận của câu lạc bộ. VFF không can thiệp, U23 Việt Nam tự chia 29 tỷ tiền thưởng trước Tết. Lãnh đạo VFF khẳng định việc chia tiền thưởng là chuyện nội bộ của đội tuyển U23 Việt Nam, ban huấn luyện và các cầu thủ sẽ tự quyết việc chia tiền thưởng. Cho tới 16 giờ 45 phút hôm qua ngày 30 tháng 1, tổng số tiền thưởng của U23 Việt Nam đã đạt mốc 28,9 tỷ đồng tiền mặt. Đó là chưa tính tới những khoản thưởng bằng hiện vật và dịch vụ của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Chỉ còn một vài doanh nghiệp chưa chuyển tiền thưởng. Chia sẻ với zing.vn, Phó Tổng Thư ký VFF Nguyễn Minh Châu khẳng định: "Chúng tôi hiện đã tập hợp được tương đối tiền thưởng cho U23 Việt Nam. VFF chỉ có trách nhiệm là tập hợp tiền thưởng, sau đó chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền này sang ban huấn luyện. Huấn luyện viên Bắc Hang Seo, trưởng đoàn và đội trưởng sẽ họp để quyết định cụ thể về việc tiền thưởng này." Ông Châu cho biết chỉ còn một vài doanh nghiệp chưa chuyển tiền thưởng cho U23 Việt Nam. Các đơn vị này đều đang nỗ lực xúc tiến, họ cam kết với VFF sẽ hoàn thành chuyển tiền cho đội tuyển trong một vài ngày tới. Theo thông lệ thì U23 Việt Nam sẽ chia tiền thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện theo 4 mức tương ứng với đóng góp. Mức A là dành cho huấn luyện viên trưởng Bắc Hang Seo và các cầu thủ đá chính. Mức B là dành cho các trợ lý và nhóm cầu thủ dự bị quan trọng. Mức C và D dành cho những thành viên còn lại như cầu thủ dự bị không ra sân, các bác sĩ, nhân viên truyền thông, v.v. VFF cam kết sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành việc chuyển tiền cho U23 Việt Nam trước Tết âm lịch,
Dự tính thì các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ nhận từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng tùy theo xếp hạng. Ngoài cơn mưa tiền thưởng thì đội U23 còn nhận được rất nhiều phần thưởng là hiện vật đến từ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó là các phần thưởng về dịch vụ nghỉ dưỡng, học tập từ nhiều đơn vị tài trợ. Cầu thủ U23 Việt Nam phải nộp thuế từ tiền thưởng. Đại diện của Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết với số tiền thưởng nhận được từ các doanh nghiệp thì các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn phải nộp thuế. Căn cứ và tính thuế được đưa ra là khoản 2 điều 3 luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 quy định về các khoản thu nhập chịu thuế. Trong khoản 2 điều 3, luật quy định cụ thể các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công. Trong đó tiền thưởng là một trong các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Luật cũng quy định các khoản tiền thưởng không phải chịu thuế là thưởng kèm theo các danh hiệu được nhà nước phong tặng, tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế, tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận, tiền thưởng về việc phát hiện khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nói cách khác, đội tuyển U23 Việt Nam nếu nhận được tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được nhà nước trao tặng thì không phải nộp thuế. Tuy nhiên, nếu có những khoản tiền thưởng trích từ ngân sách nhà nước mà không kèm theo danh hiệu thì vẫn phải nộp thuế. Mức chịu thuế là 10% trên tổng giá trị tiền thưởng. Mức 10% áp dụng đối với khoản tiền thưởng từ 10 triệu đồng trở lên.